Xin chào các bạn, sau đây tôi xin hướng dẫn mọi người cách cài đặt và sử dụng camera Wi-Fi Yosi ngoài trời. Đầu tiên, khi mua camera vào chúng ta cắm nguồn cho thiết bị. Sau đó đợi thiết bị khởi động, chúng ta nhìn cái đèn báo ở trên camera đây, chờ thiết bị khởi động. Thiết bị đang khởi động lên. Bây giờ chúng ta tiến hành ấn cái nút reset. Đây, cái nút reset đây. Chúng ta mở cái lắp cao su ở đây ra. Chúng ta mở, tôi đã mở rồi nhé. Rồi các bạn ấn nút reset này. Đây. Đây, các bạn ấn nút reset. Chúng ta ấn khoảng 5 giây đến khi camera có tiếng tạch nhỏ. Đấy, tạch nhỏ. Thì là cái camera được reset. Bây giờ tôi đợi cho camera khởi động lên. Chúng ta đặt ngửa camera để biết này, xem cái đèn báo này, xem là bao giờ nó khởi động lên. Chúng ta tiến hành cài đặt. Ok, thì camera đã khởi động lên. Bây giờ chúng ta dùng chiếc điện thoại tải ứng dụng Yosi về. Này, ta tải ứng dụng Yosi về. Chúng ta vào app. Đối với Android vào CS Play, còn đối với lại iOS thì vào App Store để tải phần mềm Yosi này về. Chúng ta mở ứng dụng lên. Với những người sử dụng lần đầu tiên thì chúng ta ấn nút Jitter này, cái chữ Jitter này để chúng ta đăng ký. Chúng ta nhập cái địa chỉ email ở đây, chúng ta ấn Next. Chúng ta chọn đăng ký bằng địa chỉ email nhé. By email ID này. Sau đó chúng ta nhập cái account này, chúng ta vào là cái địa chỉ email. Địa chỉ email này là địa chỉ email của các bạn. Tôi là địa chỉ email của tôi là hạnh tb12a@gmail.com. Mật khẩu cũng đặt là cả viết cả hoa cả trường và số. Ok, chúng ta bấm Git để đăng ký. Sau khi đăng ký xong thì nó sẽ tự động đăng nhập vào hệ thống. Bây giờ chúng ta cài đặt để kết nối camera với quan sát trên điện thoại. Chúng ta ấn dấu cộng này, chúng ta chọn Smart Link. Ok, chúng ta Next. Cái mật khẩu đây chính là mật khẩu Wi-Fi của chúng ta. Chúng ta ấn Next. Trên điện thoại sẽ phát ra cái âm thanh để dò tìm cái thiết bị camera. Sau khi dò xong thì chúng ta chỉ cần nhập cái password cần để quản lý cái camera này. Tất. Sau khi nhập xong password, chúng ta ấn save để lưu lại. Ok, đây là quá trình cấu hình camera đã thành công. Chúng ta muốn xem camera thì chúng ta cần nhấn vào cái hình này để xem camera. Âm thanh này là do camera để gần cái thiết bị, như là điện thoại tôi để gần camera đấy mà sinh ra cái âm thanh vọng lại hai chiều, nên mà sinh ra nhiều âm thanh như vừa rồi.
Bây giờ chúng ta tiến hành các bước cài đặt camera. Thì để cài đặt camera chúng ta vào cái phần setup này. Đây trong cái phần đây có phần cài đặt thời gian, chúng ta sẽ cài đặt cái thời gian hiện tại chúng ta, thời gian thực như nào thì nó sẽ sau cái thời gian đây là cái thời gian ghi hình trong cái file ghi camera của camera, chúng ta cài đặt thời gian ở đây. Như cái phần bảo mật, phần set security setting, thì chúng ta cái phần này sẽ đổi cái mật khẩu, để cái mật khẩu cho phép chúng ta đổi cái mật khẩu để quản lý camera như vừa rồi chúng ta nhập đấy. Ở cái phần network setting cho chúng ta lựa chọn cái wifi khác, này có một danh sách các wifi ở đây, chúng ta có thể lựa chọn các wifi, nếu các mạng wifi khác nếu chúng ta biết mật khẩu thì chúng ta sẽ lựa chọn đây rồi nhập mật khẩu. Cái phần alarm setting, đây là phần nhận dạng chuyển động. Thế là khi trước mặt camera phát hiện ra nhận dạng chuyển động thì nó sẽ báo về, có một cái thông báo về màn hình điện thoại chúng ta là camera phát hiện ra cái chuyển động trước camera. Như kiểu chúng ta sử dụng cái chức năng này để chống trộm ấy, thì khi có trộm vào nhà thì nó sẽ báo về màn hình điện thoại. Để kích hoạt chức năng đó thì chúng ta chỉ cần tích cái tích thì sang bên để khởi động. Thì đây là đầu tiên, tức là báo tin nhắn âm thanh về điện thoại khi mà phát hiện chuyển động. Đây là báo về địa chỉ email, mục này, mục alarm push my này sẽ báo về địa chỉ email này. Chúng ta nhập địa chỉ email của chúng ta vào đây. Đây là kích hoạt cái nút này sang bên này là kích hoạt tính năng nhận dạng chuyển động. Còn kích hoạt cái nút này sang đây để kích hoạt cái chuông báo trên camera. Đây có 3 loại chuông. Tiếp theo phần G-code setting, tức là khi ta cắm thẻ nhớ vào đây thì nó sẽ có cái mục như chữ thẻ nhớ, dung lượng thẻ nhớ ở bên dưới này. Thì ta muốn ghi camera ghi hình vào thẻ nhớ thì chúng ta chọn cái mục G-coding switch này. Tôi gửi cái mục này sang đây. Nên là để cho camera ghi vào thẻ nhớ. Đây tôi chưa lắp thẻ nhớ nên là nó chưa cho ghi. Khi các bạn lắp thẻ nhớ vào camera rồi thì nó sẽ cho ghi ở đây. Các bạn sẽ gửi cái này sang bên này. Nó tiến hành ghi. Ok. Còn chúng ta muốn xem lại các video mà đã được ghi trên camera, chúng ta nhấn vào cái mục cái hình camera này thì nó sẽ có một danh sách các video lưu lại được camera lưu lại, ghi thẻ nhớ sẽ hiển thị trên đây. Chúng ta xem lại video nào thì sẽ nhấp vào đây để xem. Ok, tôi xin kết thúc cái hướng dẫn sử dụng đây.